Huỳnh Hiểu Minh được hỏi đón Valentine thế nào, nói một câu lộ luôn quan hệ thật với Angela Baby. Trong một tháng sau tuyên bố ly hôn, Huỳnh Hiểu Minh và Angela Baby liên tục có nhiều động thái đáng chú ý. Trong khi Baby vui vẻ tận hưởng cuộc sống độc thân, thì tài tử họ Huỳnh có phần buồn bã lặng lẽ hơn. Hiện giờ, nam diễn viên đang dồn tâm trí và thời gian cho bộ phim mới. Trang Sohu mới đây bất ngờ có bài viết tiết lộ câu chuyện ít ai biết của cặp đôi Minh Baby. Thời điểm đó, Huỳnh Hiểu Minh đang bận rộn quay phim. Vậy nhưng bà xã liên tục đòi chồng sớm ly hôn. Tâm trạng của nam diễn viên Tân Bến Thượng Hải hoàn toàn sụp đổ, anh suy sụp và khóc ngay trên phim trường. Huỳnh Hiểu Minh đau khổ tới mức vừa khóc vừa nói, tôi không thể giữ được cô ấy nữa rồi. Trước tình cảnh như vậy, đạo diễn của bộ phim Tài tử họ Huỳnh đang tham gia lúc đó cảm thấy lo lắng, cho tạm dừng quay để an ủi ông xã Angela Baby. Trang Quy Quy nhận định, để có được tình yêu của người đẹp, Huỳnh Hiểu Minh đã lao tâm khổ tứ và cố gắng rất nhiều. Vậy nhưng cuối cùng anh vẫn không thể giữ được hạnh phúc gia đình. Hậu ly hôn, nam diễn viên vùi đầu vào công việc bận rộn, không nghỉ ngơi quá lâu. Có lẽ tình cũ của Angela Baby đang tìm cách để vơi đi nỗi buồn. Không dừng lại ở đó, Trang Quy Quy mới đây đã có một bài viết gây xôn xao mạng xã hội khi tiết lộ cuộc trò chuyện giữa Huỳnh Hiểu Minh và một nhân viên. Người này bất ngờ hỏi nam diễn viên, anh đã đón ngày Valentine vừa qua như thế nào? Có thể nói đây là một câu hỏi khá nhạy cảm với Huỳnh Hiểu Minh, người vừa ly hôn cách đây không lâu. Nhiều fan sẽ cho rằng Huỳnh Hiểu Minh sẽ tìm cách lảng tránh sang vấn đề khác. Nào ngờ chồng cũ Angela Baby trả lời một câu duy nhất, hiện giờ tôi đang độc thân nhưng độc thân vẫn có cách riêng để đón ngày Valentine. Vừa nói, Huỳnh Hiểu Minh vừa nở nụ cười rạng rỡ, tâm trạng hoàn toàn vui vẻ và không hề bị ảnh hưởng bởi câu hỏi nhạy cảm. Trang Quy Quy nhận xét Huỳnh Hiểu Minh thể hiện EQ cao vút chỉ với một lời đáp đầy tinh tế. Thời điểm còn mặn nồng với Angela Baby, tài tử họ Huỳnh luôn bên vực thể hiện tình cảm mãnh liệt với bà xã. Sau khi ly hôn, anh khéo léo vạch rõ ranh giới với Baby, không còn níu kéo tình cảm. Không dừng lại ở đó, nhờ câu trả lời này, nam diễn viên còn dập tắt tin đồn hẹn hò với hai người đẹp là hot girl Châu Tự Nhiên và đồng nghiệp Tưởng Hân. Đó chính là nước đi cao tay của Huỳnh Hiểu Minh khi phải đối diện với những thông tin thất thiệt. Mới đây, Angela Baby được mời biểu diễn trong đêm hội nguyên tiêu của đài truyền hình Trung Quốc CCTV cùng các nghệ sĩ như Tống Dật, Kim Thần, Lâm Duẩn, Công Tuấn, Vương Tuấn Khải. Cô xuất hiện trên sân khấu với phong cách tiểu thư kẹo ngọt khi diện trang phục của hãng Roger Hopbeka. Nữ diễn viên thể hiện ca khúc Giấc mộng mùa đông nhưng Angela Baby bị khán giả phát hiện đã hát nhép trong chương trình. Angela Baby được xem là một trong những mỹ nhân 8X nổi tiếng nhất làng giải trí Hoa ngữ hiện nay, nhưng cô chưa bao giờ được đánh giá cao về năng lực ca hát hay diễn xuất. Cô xuất thân là một người mẫu và nổi danh nhờ sự hậu thuẫn của chồng cũ, nam diễn viên Huỳnh Hiểu Minh. Trong phim ảnh, biểu cảm của nữ diễn viên bị che đơ cứng, chỉ biết trợn mắt trong cách thể hiện cảm xúc. Nhiều phim của Angela Baby như Vân Trung Ca, Cô Phương Bất Tự Thưởng, Người Bạn Thật Sự Của Tôi, Thời Đại Lập Nghiệp đều có điểm chất lượng trên trang web Douban rất thấp. Biên kịch kim giáo viên dạy diễn xuất nổi tiếng Trung Quốc Du Tư Hàm khẳng định Angela Baby diễn dở nhất si biết. Các đạo diễn ngần ngại hợp tác với mỹ nhân 8X dù cô chủ động cắt giảm cát xê để tăng cơ hội diễn xuất. Một năm gần đây, Angela Baby đã thay đổi hướng đi trong sự nghiệp. Cô nhận vai đa dạng, sẵn sàng đóng vai phụ để được tham gia dự án chất lượng. Trong năm 2021, ngôi sao sinh năm 1989 tham gia 4 bộ phim truyền hình với nhiều dạng vai, đề tài khác nhau gồm màn ảnh tầm trung, Trần Duyên, Chán Vải Nên Có Của Tình Yêu, Phong Khởi Lũng Tây. Trong đó, bộ phim truyền hình màn ảnh tầm trung đóng cùng đàn em Vương An Vũ thuộc thể loại điều tra phá án được đánh giá đáng mong chờ. Màn ảnh tầm trung hứa hẹn tạo nên một Angela Baby khác biệt trên màn ảnh, không giống với những vai diễn quá khứ của cô. Bộ phim Trần Duyên thuộc thể loại cổ trang tiên hiệp và Angela Baby đảm nhiệm vai nữ chính Trương Ân Ân. Nữ diễn viên sinh năm 1989 được nhận xét có tạo hình cổ trang đẹp mắt trong phim. Ngoài ra, dự án phim tình cảm hiện đại Dáng Vẻ Nên Có Của Tình Yêu được xem là Chị Đẹp Mua Cơm Ngon Cho Tôi bản Trung Quốc mà Angela Baby đảm nhiệm vai nữ chính cũng thu hút công chúng. Năm 2022, Angela Baby tiếp tục góp mặt trong dự án Hồi Ức Chạng Vạng đóng chung với Nhậm Gia Luân. Nhậm Gia Luân sinh năm 1989 đang là nam diễn viên được các nhà sản xuất săn đón. Anh có khả năng tạo sự ăn ý với bạn diễn nữ, góp phần tạo nên thành công của các bộ phim như Đại Đường Vinh Diệu, Cẩm Y Chi Hạ, Châu Sinh Như Cố, Một Đời Một Kiếp. Fan hy vọng sự kết hợp với Nhậm Gia Luân sẽ giúp Angela Baby có một dự án đáng mong chờ khi cả hai tương đồng về tuổi tác, được đánh giá là đẹp đôi trên màn ảnh. Cuối tháng 1 vừa rồi, Angela Baby và Huỳnh Hiểu Minh đã xác nhận ly hôn trong hòa bình sau gần 8 năm chung sống. Cặp đôi đã phải đối mặt với nhiều áp lực tin đồn từ truyền thông, nhưng cả hai đều không lên tiếng bình luận. Hậu ly hôn, Angela Baby thể hiện thái độ sống vui vẻ, lạc quan, cô đăng hình ảnh vui chơi bên bạn bè, đi du lịch và tập trung cho công việc. Nhiều ý kiến cho rằng sự nghiệp của Angela Baby có thể lung lay do thiếu sự hỗ trợ của chồng cũ Huỳnh Hiểu Minh. Tuy nhiên, với những gì đang thể hiện, nữ diễn viên sinh năm 1989 đang nỗ lực chuyển mình, thay đổi cách nhìn của truyền thông, giới chuyên môn công chúng dành cho cô.